Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục guitar. Bài tập ngày hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp tục để giải phóng tay phải. Hôm nay chúng ta sẽ tập tiếp tục chiều lên chiều xuống của tay phải và chúng ta sẽ nhấn ở nhịp 2 và nhịp 4. 1 và 2 và 3 và 4 và 1 và 2 và 3 và 4. Bây giờ tôi sẽ làm chậm hơn để cho quý vị có thể tập theo. Cũng tương tự với những bài trước, chúng ta có thể tăng tempo, tăng tốc độ lên sau khi chúng ta đã thuần thạo với nó rồi. Chúng ta cũng đừng quên rằng khi tập bài tập này thì cổ tay của chúng ta cần phải thư giãn. Chúng ta đừng để cho quá gồng và quá cứng. Chúng ta rất khó để tăng tempo, tăng tốc độ cho cái bài tập này. Và các bạn biết bài tập này đó là bài tập cũng sẽ được ứng dụng cho điệu country trong tương lai khi chúng ta đến với điệu country. Tôi lấy một ví dụ để chúng ta sẽ thêm lên cái sự thích thú ở trong việc tập bài này. Tôi ao ước rằng các anh chị em chúng ta tập bài tập này thật là kỹ, từ tốc độ chậm cho đến nhanh. Chúng ta đừng có tập nhanh liền. Bởi vì khi chúng ta tập nhanh liền thì những cái chỗ nào mà chúng ta bị yếu hoặc là chúng ta bị sai, rất khó để chúng ta chỉnh sửa. Bài tập này sau khi chúng ta đã tập tốt cái tốc độ của mình rồi, thì chúng ta có thể ứng dụng vào trong một vài bài hát quen thuộc mà chúng ta thường hay ca ngợi Chúa. Tôi lấy ví dụ như bài Quyền Trong Huyết. Khi chúng ta hát điệp khúc của bài này thì chúng ta có thể ứng dụng cho cái việc tập của mình. Chúng ta sẽ bắt đầu với nhịp mà chúng ta đã tập rồi. 1 và 2 và 3 và 4 và 1 và 2 và 3 và 4 và 1. Quyền trong huyết, huyết, quyết linh năng vẹn toàn. Quyền trong huyết, chiên con thánh. Quyền trong huyết, huyết, quyết linh năng vẹn toàn. Quyền năng do huyết bao chiên con. Đối với bài tập này thì chúng ta sẽ gặp một vài khó khăn, nhưng một trong những khó khăn mà chúng ta thường hay gặp đó là nhịp chúng ta thường nhấn vào nhịp 1 và nhịp 3 theo những bài tập trước mà chúng ta đã tập. Thì bây giờ chúng ta phải nhấn vào nhịp 2 và nhịp 4. Nó không phải là nhịp thuận mà chúng ta thường hay nhấn. Cho nên các anh chị em chúng ta sẽ tập thật chậm để chúng ta có thể định hình được cái nhịp mà chúng ta cần phải nhấn. Tốc độ cực chậm 1 và 2 và 3 và 4. Khi chúng ta tập chậm thì hỗ trợ cho chúng ta có thể nhấn đúng và nó trở thành một cái khung nhịp để khi chúng ta áp dụng bài hát vào thì chúng ta sẽ không còn để ý đến tay phải nữa. Hẹn gặp lại các bạn vào bài học kế tiếp.